Nói chuyện nghe bác. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Heo Rừng Cần Thơ. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn thấy cái chủ đề là phân biệt giữa heo rừng và heo mọi và như thế nào là giống heo rừng chuẩn. Đây là cái phần 1 nha. Mình giới thiệu cơ bản về đặc điểm nè, cho các bạn là rất là dễ nhận biết thế nào là một con heo mọi. Cái chuồng này á, thì tại vì là mình mới dọn thôi, con heo này thì nó nằm ngoài cái danh mục thiết kế chuồng đẻ của mình, cho nên là mình cho nó đẻ ở đây. Tại vì lùa nó đi, con này hôm bữa là mình hơi y, nó xuống bụng nhanh quá cho nên nó đi rất là xề xòn, cho nên là mình lùa nó qua cái chuồng đẻ chuyên nghiệp. Nó khó, tại vì thứ nhất là cái chân nó ngắn, còn thứ hai nữa là cái tướng nó xề xòn quá thì nó không có đi lên cái chuồng sàn, nó không có bước lên được, nên nó không có nhanh như con heo rừng. Nếu muốn đi thì phải dời nó đi, cho nên là mình vệ sinh cái chuồng này sạch sẽ, mình để cho nó đẻ ở cái chuồng này luôn. Mình mới có sạch sơ sơ rồi thì hồi là mình sẽ làm sạch kỹ luôn, rồi sau đó mình sẽ để chấu lên để cho nó chuẩn bị nó đẻ con này. Wow, con đơn đơn đến đến nè đến. Các bạn thấy không, cái sữa vú nó chảy nè, trắng tư luôn nè. Con này thì nuôi con thì thôi khỏi chê rồi nè, cái sữa nó chảy ngay chân chỗ cái chân bên phía tay trái của mạng, các bạn thấy đó. Đứng dậy, đứng. Ê, đi, 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 đi. Nó quá xề xòn. Ê, đi, 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 đi. Nó cái giống heo mọi thì các bạn sẽ thấy nó có những cái đặc điểm mình sẽ nói rất là nhanh qua nha. Thứ nhất đó là lưng quằn bụng sệ, cái lưng đó là các bạn thấy không, là nó quằn xuống hình chữ S nè, cái bụng nó sệ xuống, cái bụng nó sệ nè, cái lưng nó quằn nè. Cái mõm nó thì ngắn, mõm nó ngắn, tai to, nó màu thì nó có thể màu đen màu trắng tùy, tại vì những cái giống này theo mình tìm hiểu là từ miền Bắc vào, cho nên miền Bắc thì người ta nuôi cái giống lợn này nó rất là nhiều. Nó đặc điểm của cái heo rừng là lưng quằn bụng sệ, cái chân nó ngắn nè, và nó đứng bằng cái bàn chân không nè, các bạn thấy không, nó bàn chân nè. Hồi mình sẽ review là cái bầy con của nó. Con này đẻ lứa này là lứa thứ hai nha. Cái bầy con của nó là mình nuôi, nếu như cái này là mình nó bầu 4 tháng, cái bầy con của nó mình nuôi siết lại dữ lắm, mà bữa nay nó cũng hai mấy ký rồi đó. Phối với heo rừng nó dẫn ra heo mọi nha các bạn. Đây nè, cái chuồng này mình mới làm thì con heo này nó bầu thì mình nghĩ là chắc trong vòng nay mai nó sẽ đẻ. Đặc điểm của heo rừng là lưng quằn bụng sệ, tai to và cái mõm nó ngắn. Cái giống này nó có một cái ưu điểm là nó nuôi như nó đẻ con ra là mình đảm bảo các bạn luôn, nuôi cũng cùng một cái công thức với heo rừng, tuy nhiên là nó sẽ rơi vào khoảng là 5 tháng từ lúc nó sinh ra, 5 tháng để nó đạt trọng lượng là từ lúc mới đẻ đến 5 tháng nó đạt trọng lượng là trên 20 kg, hai mấy ký, 4 tháng, 4 tháng, 4 tháng mấy là nó đã 20 kg rồi. Tại vì mình đã nuôi rồi thì cái giống này nó có cái ưu điểm là nó mau lớn, với lại nó đẻ sai, các bạn thấy cái hàng vú không? Heo mọi thì là cái vú của nó có con nào bèo bèo lắm thì mình thấy là nó cũng phải từ 12 vú, con này thì 14 vú. Nó đẻ sai. Con này thì chắc chắn là nhìn cái bụng này thì cái bụng này đẻ không ít rồi đó, lưng quằn bụng sệ đẻ sai. Nó mau lớn, nó mau lớn với cái việc là cái gì, cái con gì cũng vậy, mình đã nhắc rồi, cái gen của nó mau lớn thì cái chất lượng thịt của nó. Tuy nhiên nếu mình nuôi heo thịt mà tầm khoảng 20 kg đó, mình quay đó, mình bán cái dòng heo quay thì rất là ngon. Còn nếu mà heo thịt mình bán đó, thì mình phải nói rõ ràng cho người ta là con heo mọi cái giá nó sẽ thấp hơn heo rừng, thứ nhất. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ mà thịt của nó là thịt nó sẽ không có bằng heo rừng. Mình bán cái hàng nào mình nói đúng cái hàng đó thì đừng bắt, thì người tiêu dùng thì họ sẽ chấp nhận được, họ sẽ có nhiều cái lựa chọn. Đây, con này là đã mười mấy con xiềng luôn đó. Các bạn thấy không, bữa nay là vú nó chảy nè, thì mình vệ sinh cái chuồng này cho ok xong rồi mình sẽ đưa cho các bạn, mình sẽ chuẩn bị cho nó đẻ cái hàng vú của nó đó. À, đây là cái heo mọi chính gốc nha. Mình nuôi văn nghệ nuôi chơi đó. Mình làm mình nuôi. Nghe không bác? Mình nuôi để làm mình nuôi văn nghệ chơi thôi.
nên mình đa dạng cái giống đó. Và mình cho phối. Bây giờ mình sẽ đi vô các bạn, sẽ cho các bạn thấy là mình phối con heo đực và nó ra con heo con của nó như thế nào nha. Rồi ok, giờ mình sẽ đi lại con heo đực phối là cái bài trước nè. Đây, cái con đó thì mình cho phối với con này, đặng mình coi thử coi sao, tại vì mình muốn lai tạo và mình phải tìm hiểu trước. Mình đã làm thí nghiệm nên là các bạn thấy con này thì mình mới cho ra tấm sình. Đây, heo rừng. Bữa nào mình sẽ review con này ha, cái giống chuẩn con này như thế nào là cái giống heo rừng chất lượng. Đây, con này nè. Ha, là cái con heo mọi nãy đó là mình cho phối với con heo rừng này. Và mình sẽ coi cho các bạn thấy là cái thành phẩm của hai cái con heo này nha. Đây là kết quả của con heo mọi và con heo rừng phối. Thì cái bầy này nó tới 12 con nè, nhưng mà trước đợt trước dịch là mình bán rồi. Mình thấy thôi hai con này mình chừa lại làm văn nghệ, mình nuôi chơi thử nó làm sao. Cái trọng lượng của cái con này nuôi nó nhanh lớn thì mình nuôi, nếu mà mình nuôi năm 4 tháng mấy, là hôm bữa mình nuôi 4 tháng mấy là mình thấy là nó trên 20 kg rồi đó. Đây, cái đợt dịch này cái con này nó dễ ăn lắm. Các bạn cứ thảy vô cho nó ngày cái chừng 1 kg cám to cử thì hai con này ngày 2 kg cám to khoảng 6.000 là ok. Nó rất là dễ nuôi, rất là dễ ăn và nó mau lớn. Tại thì mình không, mình nhốt riêng nó và mình không có cho nó ăn chung với cái con heo rừng. Con heo rừng thì đòi hỏi nó ăn phải cái chế độ dinh dưỡng nó phải đầy đủ chút xíu, cho nên đó là mình phải nhốt riêng nó, mình đài nó cho nó lâu lớn tí xíu. Mình bán nó, cái khi mình bán cái chất lượng thịt thì nó ngon hơn nè. Nó hai con nó phối nhau nó ra con heo như thế này đây, vẫn là heo mọi đó, nhưng mà nó rất là mạnh nha, nó mạnh hơn con heo mọi chín gốc nhiều lắm. Đi ra đóng cửa lại đi con nè, nó mạnh hơn con heo mọi. Heo mọi hồi nãy mình coi đó, nếu mà cái gen đó, cái con heo mọi mẹ của nó mà phối với con heo mọi luôn thì nó sẽ không có được giống gì. Mình, các bạn nhìn thấy cái lông bòm của nó còn, heo rừng cái lông bòm nó trên cái gáy nó đó. Và mình nhìn thấy cái mỏ nó cũng khác nhau mà nghe. Nó rất là dữ, nó đứng trong tư thế lúc nào nó cũng thủ hết trơn. Đó là heo rừng phối heo mọi lai rừng. Nhưng mà cái này là lai quá trời lai à, tại vì con mọi, con mẹ của nó là mọi chính gốc luôn. Thì phối với con rừng mặc dù là con đực nó rất là tốt nhưng mà nó dẫn ra cái gen của mẹ nó. Nè, các bạn thấy không? Đó, cái giống này nuôi rất là mau lớn, nhưng mà mình đi mình thấy nhiều người lạm dụng cái giống lớn đẻ sai này, người ta nuôi số lượng nhiều. Nuôi lớn lên rồi ở miền Tây mình thấy là kêu bán rất là khó, ai cũng chê. Tại cái mỡ của nó có chuyện lóng tay, rồi sao bán? Mình không có chiên mình bán cái dòng mọi này, cho nên là mình có rất là nhiều người sau khi cái đợt heo nó bị rẻ kêu mình mua, mình cũng không khuyên là không mua và khuyên nên đổi giống. Nuôi một hai con văn nghệ chơi được, nuôi nhiều quá thì nó cái đầu ra nó hơi khó nha, với cái giá trị thị trường nó sẽ thấp, đặc biệt là khi heo nhiều thì rất là khó bán. Rồi đây là một số thông tin để mình làm cái clip phần 1 cho các bạn tham khảo. Rồi từ từ mình sẽ up lên các phần tiếp theo về heo rừng lai mọi phần 2 và cũng như là con heo rừng nào là tốt nhất, cái giống nào là tốt nhất ha. Các bạn nhớ đăng ký giúp mình nha.